làm một bên lì một phòng rồi đầu quá không tốt cho cầu thủ Nam. Những cú dứt điểm với lời căng luôn là rất cần thiết để có thể mang về bàn thắng trực tiếp hoặc có thể mang tới cơ hội cho các đội băng vào suốt bồi, nhưng đội tuyển U23 Việt Nam đang thiếu điều đó.